Bí mật thân phận của nàng Mona Lisa Mona Lisa là một bức chân dung thế kỷ thứ 16 được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kỳ phục hưng Italia. Trước khi những bí mật về nàng Mona Lisa được hé mở thì đã có nhiều giả thuyết về thân phận thật của nàng. Thậm chí có người cho rằng nàng là người tình bí mật của danh họa Leonardo da Vinci. Nụ cười của nàng đã khiến hàng triệu người trên thế giới bị mê hoặc, nhưng không ai hiểu được bí mật đằng sau nụ cười đó như thế nào. Nàng là ai, nàng từng sống như thế nào vẫn là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên, từ sau năm 2005 cho tới nay, với sự hỗ trợ của những công nghệ kỹ thuật cao, bí mật về thân phận của nàng Mona Lisa dần dần được hé mở. Liên quan tới thân phận thật của nàng Mona Lisa, vài trăm năm trước đã có nhiều cách giải thích khác nhau. Có người nói rằng nàng là mẹ của danh họa Leonardo da Vinci. Có người lại nói rằng nàng là người tình bí mật của ông, hay Mona Lisa là gái làng chơi ở thành Florence. Tuy nhiên, giả thuyết Mona Lisa là bức chân dung tự họa của Leonardo da Vinci được nhiều người đồng tình nhất. Vào thế kỷ thứ 16, thì nhà sử học nghệ thuật nổi tiếng Vasari nói rằng nàng Mona Lisa là vợ của một thương gia giàu có ở Florence, nhưng quan điểm của ông không được nhiều người quan tâm. Tới năm 2005, chuyên gia nghiên cứu bản thảo trường đại học Heidelberg của nước Đức cho biết đã tìm thấy những chứng cứ quan trọng trong đống sách cổ ở Thư viện, một cuốn sách cổ vào năm 1503. Chủ sở hữu của cuốn sách này là một người bạn tốt của Leonardo da Vinci, Vespucci. Trên cuốn sách có dòng chữ mà Vasari viết vội, Leonardo da Vinci đã sáng tạo ra ba bức họa nổi tiếng, trong đó có một bức họa là chân dung Gherardini. Điều này trùng với tuyên bố của Vasari ở thế kỷ thứ 16, ông từng nói vợ của Francesco del Giocondo là Gherardini, tên đầy đủ là Lisa Gherardini del Giocondo, trong đó thì del Giocondo là họ chồng bà. Sau 2 năm thì Thư viện Đại học Heidelberg cho rằng phát hiện của tiến sĩ Joseph Palatine đã khiến cho những giả thiết về thân phận của nàng Mona Lisa bị loại bỏ, cũng như mở ra những bí ẩn về nàng trong suốt mấy trăm năm. Mona Lisa sinh vào ngày 15 tháng 6 năm 1479 trong một gia đình từng định cư lâu đời ở thành phố Florence là con cả trong số 7 anh chị em. Khi đó thì cả châu Âu đang bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ phục hưng, là một trong những thành phố lớn nhất, Florence, được coi là biểu tượng của thành công và giàu có. Tuy nhiên thì cuộc sống của những người dân ở đây lại không đẹp như những gì mà thơ ca ca ngợi vì sự phân biệt giàu nghèo quá lớn. Lisa xuất thân trong một gia đình quý tộc nhưng theo thời gian gia đình của nàng cũng mất dần sức ảnh hưởng của mình. Ngày 5 tháng 3 năm 1495, Lisa đi lấy chồng khi tròn 16 tuổi Chồng của nàng là một thương gia tơ lụa có tiếng trong thành và Lisa là vợ thứ ba của ông. Của hội môn của Lisa là 170 đồng vàng florin và một nông trang ở vùng ngoại ô. Cuộc hôn nhân này đã khiến cho địa vị xã hội của Lisa được nâng cao vì chồng nàng là một người cực kỳ giàu có. Không những thế, Francesco del Zoncado cũng được lợi từ vợ của mình vì Gerardini là một dòng họ cao quý. Họ đã có với nhau năm người con. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1503, Lisa và chồng chuyển tới một căn hộ ở gần Via della Sofa, nơi ông cụ thân sinh của Leonardo da Vinci, ông Piero da Vinci đang sinh sống. Ông Piero da Vinci và vợ chồng của Lisa nhanh chóng trở thành hàng xóm thân thiết của nhau. Cũng giống như nhiều gia đình giàu có ở Florence, mỗi khi gia đình có sự kiện trọng đại thì vợ chồng của Lisa và các con lại mời các họa sĩ tới vẽ chân dung kỷ niệm vào năm 1503 là một năm quan trọng đối với gia đình Del Zoncordo khi họ chuyển tới ngôi nhà mới của mình. Hơn nữa thì Lisa lại mới mang thai đứa con thứ ba. Ông Del Zoncordo đã mời bốn nghệ sĩ tới nhà để trang trí cho ngôi nhà mới. Leonardo da Vinci, con trai của người hàng xóm mới cũng được mời tới để vẽ chân dung của Lisa. Những năm 1503 thì Leonardo da Vinci rơi vào tình cảnh khốn đốn. Ông không có nguồn thu nhập nào và lời mời tới vẽ chân dung cho một quý bà khiến ông cảm thấy rất phấn khởi. Và có lẽ đó là động lực để có được một tác phẩm tuyệt vời. Tay phải của Lisa đặt lên tay trái để toát lên vẻ hiện thục và thủy chung của nàng. Bộ đồ mà Lisa mặc rất thời trang. Có người cho rằng thần thái của Lisa trên bức tranh còn thật hơn ở ngoài đời. Leonardo da Vinci đã mất 10 năm để hoàn thành bức chân dung nàng Mona Lisa, nhưng cuối cùng thì ông đã không giao lại bức họa này cho Lisa. Một số học giả ban đầu nhận định có lẽ vì không được trả tiền thù lao nên Leonardo mới làm thế. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, người ta phát hiện ra rằng nguyên nhân không đơn giản như vậy. Trên thực tế, trong thời gian ở Florence, Leonardo đã có quan hệ khá mật thiết với gia đình quý tộc Giuliano de Medici. Đây là một trong những dòng họ danh tiếng nhất ở Ý vào thế kỷ thứ 15-16. Gia đình Giuliano de Massidi rất đam mê nghệ thuật, nên họ đã không ngần ngại bỏ tiền ra để tài trợ cho các nghệ sĩ, trong đó có cả Leonardo da Vinci. Tuy nhiên thì khoản tiền này đã là tiền cướp từ mồ hôi xương máu của người dân thường. Vì thế, các gia đình quý tộc khác ở thành Florence tỏ ra không hài lòng về chuyện này. Gia đình Gerardini cũng vậy. Vào năm 1503, trong lúc Leonardo da Vinci vẽ chân dung nàng Lisa, gia tộc Giuliano de Messidi và gia tộc Gherardini đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Leonardo da Vinci là người ở giữa nên đành phải cắt đứt quan hệ với gia đình Lisa. Vào năm 1511, thì Florence bị quân giáo hoàng tấn công, gia tộc Gherardini phải sống lưu vong. Trong những năm 1917, Leonardo da Vinci đã phải mang theo bức họa nàng Mona Lisa rời khỏi Florence sang Pháp. Từ đó cũng không ai biết tin gì về nàng Lisa nữa. Mãi cho đến năm 2007 thì nhà sử học Nghiệp Dư Joseph Vlatani mới tìm thấy một tờ giấy khai tử đã ố vàng của Lisa Gerardini. Trong tờ giấy khai tử có viết chồng bà Lisa mất năm 1538 thọ 79 tuổi, còn Lisa mất 4 năm sau đó khi 64 tuổi và được chôn cất tại tu viện trung tâm Tukan. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.